Trong chương trình hôm nay, chạy ra đường nhánh không quan sát, nam thanh niên gây tai nạn. Bốc đầu xe và cái kết không thể khác. Đi sai làn đường bị xử phạt như thế nào? Tết này đã uống rượu bia thì không lái xe. Tuyết Oanh và Nguyên Bảo, chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Văn hóa Giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Vừa rồi là những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi liên tục cập nhật những tin tức về giao thông nóng hổi, những hành vi đúng sai sau tay lái và trên mỗi cung đường, mỗi giao lộ mà mỗi ngày chúng ta vẫn thường hay đi ngang qua. Hy vọng qua từ câu chuyện mà Nguyên Bảo và Tuyết Oanh chia sẻ trong chương trình, quý vị sẽ có thêm những kiến thức hữu ích về luật giao thông, những bài học sâu sắc về quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông để cuộc sống luôn là những ngày tươi đẹp. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục đầu tiên. Thưa quý vị, trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ổn định, các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến được đảm bảo thông suốt. Thế nhưng tai nạn giao thông vẫn xảy ra và gây thương vong về người, đáng chú ý là vụ việc ở huyện Tân Châu. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 24 tháng 1, tại tỉnh lộ 793 thuộc ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, xe mô tô biển số 70H1-54117 do anh Phan Văn Bách Dũng điều khiển đã va chạm với xe mô tô biển số 35N3-9688 do anh Phạm Thành Lễ điều khiển. Hậu quả làm anh Lễ bị thương, được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu do anh Dũng điều khiển xe mô tô từ đường nhánh ra không nhường đường cho xe đang lưu thông trên đường chính. Trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thực hiện 965 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 704 trường hợp vi phạm, 584 mô tô, 118 ô tô, tạm giữ 332 phương tiện mô tô, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 527 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 32 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm vi phạm nồng độ cồn 132 trường hợp, không giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe 32 trường hợp, chạy ngược chiều 40 trường hợp, không đủ tuổi điều khiển phương tiện 55 trường hợp, chuyển hướng không đảm bảo an toàn 75 trường hợp, vượt đèn đỏ 122 trường hợp. Thưa quý vị, khi tham gia giao thông trên đường mà chúng ta gặp các loại xe trọng tải lớn như là xe container, xe ben, v.v. thì bắt buộc những xe nhỏ hơn phải giữ khoảng cách an toàn để né tránh những điểm mù mà tài xế không thấy được khi chạy trên đường hoặc chuyển hướng. Ấy vậy mà trong tình huống mà chúng tôi đề cập ngay sau đây, tài xế xe ô tô lại lái xe bất chấp những nguyên tắc an toàn đó. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến. Theo tình huống, lúc này chiếc xe container đang giảm tốc độ, xi nhan để chuyển hướng. Mặc dù có thể quan sát từ xa để dừng lại né tránh, nhưng tài xế ô tô vẫn cố tình chạy xe tới và bị xe container va quẹt trúng. Một số thông tin thì sau sự việc trên, tài xế ô tô đã xuống xe, bắt xe container phải bồi thường thiệt hại. Thưa quý vị, việc chạy song song hoặc chạy bên cạnh xe container luôn tiềm ẩn những rủi ro tai nạn hoặc là va chạm, nên hy vọng rằng các cánh tài xế nên lưu ý đề phòng để đảm bảo an toàn cho bản thân. Chuyển sang những tình huống đáng chú ý khác, thưa quý vị, Tết đã cận kề, nhưng thực tế thì một số thanh thiếu niên lại thích thể hiện bản thân bằng những trò vô bổ để rồi gây họa cho bản thân và những người xung quanh. Và ba thanh niên trong tình huống sau đây là một ví dụ điển hình. Tình huống này được camera hành trình ghi lại được. Ba thanh niên trẻ tuổi nhưng suy nghĩ nông cạn, kẹp ba ngổ ngáo bốc đầu xe máy thể hiện trên đường phố. Sau đó lạc tay lái, đâm vào đầu ô tô di chuyển theo chiều ngược lại. May không có ai bị thương nghiêm trọng, cả hai phương tiện ô tô và xe máy hư hỏng nặng. Hành vi không tốt, gây nguy hiểm, khuyến cáo các bạn trẻ không nên làm theo bằng mọi cách. Những hành vi bốc đầu, lạng lách như thế này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh, nhất là thời điểm gần Tết như thế này. Nên mong rằng các cơ quan pháp luật sẽ xử lý thật nghiêm hành vi nguy hiểm này để thực hiện văn hóa trong giao thông. Và cũng trong thời điểm cận Tết thì nhiều người có tâm lý rất chủ quan, thiếu quan sát khi tham gia lưu thông. Và một khi đã mất tập trung thì tai nạn xảy ra cũng là điều hiển nhiên, thưa quý vị. Vụ việc đầu tiên diễn ra trên đoạn đường hẹp. Lúc này hai làn đường có nhiều phương tiện nối đuôi nhau qua lại. Một nam thanh niên đang chạy xe máy do không chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn đã bất ngờ tông vào khoảng cách phân chia giữa làn xe máy và ô tô. Rất may nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Tiếp theo là tình huống gây khó hiểu. Người đàn ông điều khiển xe máy đi vào làn đường ngược chiều để qua đường đã không hề giảm tốc độ khi nhìn thấy một chiếc ô tô đang đi đúng phần đường.
Mặc dù tài xế chiếc ô tô đã chủ động giảm tốc độ nhưng không tránh khỏi va chạm, người đàn ông bị hất văng lên nắp capo, may mắn không có gì nghiêm trọng về người. Thưa quý vị, đi sai làn đường là một trong những lỗi vi phạm khá phổ biến trong giao thông, đặc biệt là ở các đô thị lớn, nơi việc phân làn giao thông khá phức tạp. Hành vi này có thể tiện lợi cho một số người, nhưng lại là vi phạm pháp luật và làm cho tình trạng giao thông đi vào hỗn loạn, gây ùn tắc và nguy hiểm cho người đi đường. Để hiểu rõ hơn về lỗi sai làn đường và mức xử phạt cho hành vi này, chúng tôi đã kết nối với Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh. Căn cứ vào cái luật giao thông đường bộ, đó là các phương tiện tham gia giao thông phải đi trên một cái làn đường quy định cho cái loại phương tiện của mình và không được tự ý chuyển làn đường ở những nơi mà cấm chuyển làn đường, ví dụ như ở những nơi mà cái vạch kẻ là vạch kẻ liền, không phải là vạch kẻ đứt quãng. Và khi chuyển làn đường thì phải có tín hiệu báo trước cho các phương tiện khác biết cũng như là đảm bảo sự an toàn thì mới được phép chuyển làn đường. Và hiện nay căn cứ vào nghị định số 100 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số điều bởi nghị định số 123, thì chúng thấy là cái việc mà xử phạt đối với cái người điều khiển phương tiện vi phạm về việc sử dụng làn đường, cụ thể là đối với xe ô tô là phạt đến 6 triệu đồng. Và trong trường hợp nếu vi phạm cái hành vi này mà gây ra tai nạn giao thông thì mức phạt ở đây là đến 12 triệu đồng và đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Còn đối với cái người điều khiển xe mô tô thì cái mức tiền phạt đây là đến 600 ngàn đồng. Ngoài ra khi gây tai nạn giao thông thì còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Thưa quý vị, trong năm 2021, toàn tỉnh Tây Ninh có trên 8.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đây là lỗi vi phạm phổ biến sau khi Tây Ninh thực hiện việc nới lỏng giãn cách xã hội. Và trước tình trạng người dân sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đang có chiều hướng gia tăng, để ngăn chặn người dân điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi có nồng độ cồn vi phạm Nghị định 100 và các hành vi vi phạm khác, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh đã bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát, kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn để kịp thời xử lý đối với những trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Trảng Bàng làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 22, đoạn đi qua thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn đều được lực lượng chức năng kiểm tra như thế này. Đến khoảng 20 giờ 44 phút, tổ công tác tiến hành dừng xe máy biển kiểm soát 70M28052 do ông Lê Thành Phú ở ấp An Phú, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng điều khiển trong tình trạng say xỉn. Kết quả, ông Lê Thành Phú vi phạm nồng độ cồn mức 0,893mg trên 1 lít khí thở, không có giấy phép lái xe, không chứng nhận đăng ký xe. Dù chấp hành nghiêm yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, nhưng khi cảnh sát giao thông cho xem kết quả vi phạm và bắt đầu lập biên bản, thì ông Tú có những phản ứng gay gắt ngay sau đó. Tôi bị phạt cái gì, tôi biết gì đâu. Thì tôi xe đủ, tôi chạy đàng hoàng. Tôi chạy đàng hoàng, tôi chưa có mít lòng với ai hết, thì thôi, tôi về tôi ngủ. Có gì đâu mà mày phạt tao, mày giữ xe tao là mày giữ gì? Sử dụng rượu bia và sử dụng rượu bia khi lái xe là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Pháp luật không cấm người dân sử dụng rượu bia một cách hợp pháp. Pháp luật chỉ cấm khi điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia. Chính sự nhầm tưởng này khiến nhiều tài xế đã uống rượu bia có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Khi được lực lượng chức năng tiến hành xử lý vi phạm, có thái độ gay gắt, đôi co, bất hợp tác, dù đã được cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông tuyên truyền nhắc nhở. Đối với những trường hợp chống đối, gây rối không hợp tác ký tên vào biên bản, thì chúng tôi sẽ tiến hành giáo dục, thuyết phục để họ nhận thức được cái hành vi vi phạm của mình. Hoặc là có thể sử dụng các biện pháp như ghi âm, ghi hình và mời người vi phạm tới trụ sở công an nơi gần nhất để xử lý vụ việc. Sau đó là mời đại diện hai người chứng kiến ký tên vào biên bản. Nếu mà người vi phạm vẫn cố tình không chống đối và không ký tên vào biên bản. Giả sử trong tình trạng mất kiểm soát, nồng độ cồn trong cơ thể vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở do quá chén trên bàn tiệc, thì hậu quả sẽ như thế nào nếu người đàn ông này tự điều khiển phương tiện về nhà? Hại của quy, tác hại của nó thì các tỉnh 63 tỉnh thành thì tai nạn nó chiếm hơi bị nhiều rồi.
mình cũng biết, nhưng mà mình vui vẻ mình uống ít thôi. Thì hiện nay cái mức xử phạt về nồng độ cồn so với năm 2021 thì chúng ta không có sự thay đổi. Và đối với người điều khiển xe mô tô thì cái mức xử phạt về quy định về nồng độ cồn ở đây thì thấp nhất đó là 2 triệu đồng và cao nhất là đến 8 triệu đồng. Còn đối với người điều khiển xe ô tô thì mức phạt thấp nhất đó là 6 triệu đồng và cao nhất là 40 triệu đồng. Và trong các cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn thì đều bị tạm giữ phương tiện. Một người vi phạm về nồng độ cồn có thể bị tước giấy phép lái xe đến 24 tháng. Tuy tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được kéo giảm cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương trong năm nay. Thế nhưng, những vụ tai nạn liên quan tới rượu bia vẫn là nỗi nhức nhối trong xã hội, với những hậu quả lớn về người và tài sản. Đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm, người dân bị thiệt mạng một cách oan uổng do hành vi uống rượu bia khi lái xe. Đơn cử, vụ tai nạn vừa mới xảy ra ngày 15 tháng 1 vừa qua, vì sử dụng rượu bia dẫn đến mất kiểm soát tay lái, mà chị Dương Thị Kiều Oanh ở huyện Gò Dầu, Tây Ninh, 20 tuổi, điều khiển xe mô tô tông liên tiếp vào người đi bộ. Người đi xe mô tô đậu sát lề đường, hậu quả khiến chị Oanh bị thương nặng. Trạm cảnh sát giao thông Đông Bàn chúng tôi thường xuyên đôn đốc nhắc nhở anh em chấp hành các quy định về phòng chống dịch, vừa trang bị đầy đủ các trang thiết bị dụng cụ để cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát đảm bảo đúng theo thông điệp 5K của Bộ Y tế để vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vừa đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn còn khá phổ biến. Đối tượng vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe mô tô gắn máy. Trong đó, lỗi vi phạm nồng độ cồn chiếm trên 24% trong tổng số các lỗi, là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Để cái Tết năm nay thêm tròn đầy ý nghĩa, thì câu chuyện ngày Tết phải bàn đến chính là mức xử phạt cao của Nghị định 100 khi vi phạm nồng độ cồn, để mọi người không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở nhau, mà còn phải thực hiện nghiêm việc đã uống rượu bia không lái xe. Pháp luật không nghiêm cấm chúng ta uống rượu bia, nhưng nếu đã lái xe thì tuyệt đối không. Đừng để một cuộc vui quá trớn trên bàn nhậu gây nên những tai nạn thương tâm mà khi tỉnh táo trở lại, chúng ta thậm chí còn không thể tưởng tượng ra nổi. Ý thức về sự an toàn của chính bản thân và những người khác là trách nhiệm mà một người tài xế cần hình thành nếu không muốn nói hai từ giá như đầy ân hận. Phần cuối cùng của chương trình hôm nay là phần giải đáp thắc mắc của khán giả đã gửi thông tin về cho chuyên mục thư cuối tuần. Vị khán giả có tên là Trần Khắc Thành ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh có câu hỏi như sau. Cách đây 3 ngày, tôi chạy xe máy chở theo một tấm kính để về sửa lại cái tủ nhà chuẩn bị đón Tết. Có người ngồi phía sau giữ, tấm kính rộng chừng nửa mét, cao khoảng 1,2 mét. Đang đi trên đường thì tôi bị cảnh sát giao thông trích còi. Tôi vi phạm lỗi chở hàng cầu kền. Vậy cho tôi hỏi, khi nào thì bị coi là chở hàng cầu kền? Đi xe chở hàng cồng kềnh sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền theo quy định? Thưa quý vị, về câu hỏi này thì đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh sẽ có câu trả lời như sau. Thì để xác định xe hàng hóa có được coi là cồng kềnh hay không thì chúng ta cần phải căn cứ vào thông tư số 46 của Bộ Giao thông Vận tải quy định cụ thể về cái giới hạn sắp xếp hàng hóa trên xe mô tô và xe gắn máy. Theo quy định của thông tư này thì người điều khiển phương tiện không được sắp xếp cái hàng hóa vượt quá bề rộng của giá đèo hàng theo cái thiết kế của nhà sản xuất, mỗi bên là 0,3 mét và vượt quá về phía sau là 0,5 mét. Còn chiều cao của hàng hóa đây là được tính từ mặt đường của xe chạy lên tới cái hàng hóa đó và không được vượt quá 1,5 mét. Như vậy là trong trường hợp của bạn, riêng về cái tấm kính của bạn đã cao đến 1,2 mét và bề rộng của tấm kính này đã là nửa mét, tức là 0,5 mét, thì căn cứ vào cái quy định của thông tư 46 về cái giới hạn sắp xếp hàng hóa trên xe mô tô và xe gắn máy thì bạn đã vi phạm ở hành vi đó là chở hàng hóa cồng kềnh. Và hiện nay thì căn cứ vào cái nghị định 100 của chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì mức phạt đối với hành vi này đó là phạt tiền đến 600.000 đồng. Vậy là câu hỏi của vị khán giả vừa rồi cũng đã được đại úy Nguyễn Tuấn Anh giải đáp cặn kẽ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ không đi quá giới hạn về chiều cao, chiều rộng khi chở hàng hóa trên xe để vừa không bị cảnh sát giao thông xử phạt, vừa đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình văn hóa giao thông tuần này cũng đã hết. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ của chương trình sẽ đồng hành cùng quý vị khán giả mỗi ngày trên những dặm đường gần xa với ý thức giao thông ngày càng tiến bộ hơn.
Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 8 giờ 10 phút thứ hai tuần sau. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình này trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, tự tin cùng với chính phủ vượt qua đại dịch Covid-19 và có những ngày xuân vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Xin kính chào quý vị.